Liên quan đến vụ việc điểm phúc khảo tăng vọt đối với 58 bài thi trắc nghiệm của thí sinh thi Trung học phổ thông quốc gia ở Tây Ninh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang làm rõ chuyện có hay không việc soát lỗi không kỹ trong quá trình chấm thi trắc nghiệm, dẫn đến là sai sót trong khâu chấm điểm của các thí sinh. Theo kết quả chấm phúc khảo của Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh thì có 58 bài thi trắc nghiệm được tăng điểm, trong đó bài tăng ít nhất là từ 0 lên 2 điểm, tăng nhiều nhất là từ 0 lên 8,75 điểm. Trong số các thí sinh bị điểm 0 trước khi mà phúc khảo thì có thí sinh còn đạt giải học sinh giỏi tỉnh và học sinh giỏi quốc gia. Các thí sinh này thi giải rác ở 33 phòng thi của 15 hội đồng thi khác nhau. Bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh Tây Ninh là do Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phụ trách chấm thi. Theo các chuyên gia về khảo thí, bài thi trắc nghiệm thường không có điểm 0, chỉ những bài mà có lỗi sai khi mà máy quét chấm thi thì mới bị quy về điểm 0. Và phóng viên Việt Nam hôm nay đã có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo về những lý do đã dẫn đến việc điểm phúc khảo tăng bất thường ở Tây Ninh cũng như là cách xử lý vụ việc này. Thưa ông, xin ông cho biết là lý do vì sao lại xuất hiện những cái bài thi được 0 điểm và sau khi chấm phúc khảo thì tăng lên tới hơn 8 điểm, có phải là do phần mềm chấm trắc nghiệm bị lỗi hay không? Trước tiên thì chúng tôi khẳng định là phần mềm không bị lỗi. Vì một cái lý do giải thích rất đơn giản, nếu mà phần mềm bị lỗi thì sẽ lỗi cả ở 63 tỉnh thành. Trong cái quy trình về đối sánh dữ liệu giữa bộ với địa phương để quản lý dữ liệu điểm khi chuyển về trước khi công bố điểm thi, thì Bộ Giáo dục Tạo đã phát hiện ra cái bất thường ở một số cái bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh. Và Bộ đã chỉ đạo Ban chấm thi trắc nghiệm và Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh báo cáo cái hiện tượng này. Thì cái nguyên nhân mà 34 em thí sinh này với 58 bài thi bị điểm 0 do một số cái nguyên nhân như là các em tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh hoặc là tô quá mở, dẫn đến là cái trong cái quá trình mà chấm thi ấy, thì không rõ được các cái phương án trả lời. Vậy thì cái việc chấm phúc khảo và công bố điểm vào thời điểm này nó có gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh hay không, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đã biết việc này từ sớm? Thì chúng tôi đã phát hiện và nghi vấn cái hiện tượng này, vì thế mà chúng tôi có cái việc là gặp gỡ các em và động viên các em, đồng thời là quyết định đưa vào phúc khảo. Thế thì theo cái khung phúc khảo ấy, thì chúng tôi chỉ đạo Sở Tây Ninh và Ban chấm thi phúc khảo thực hiện cái quy trình sớm và sau một cái là cập nhật ngay kết quả cho các em. Thì đối riêng với cái phúc khảo của Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh thì đã được cập nhật vào hôm 27 tháng 7 vừa rồi. Vậy là còn khá nhiều thời gian để cho các em có thể được điều chỉnh nguyện vọng. Và chúng ta còn đến hết ngày mai thì mới hết cái phần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học của các em. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam. Thông tin mới cập nhật sau khi chấm thi phúc khảo, ngoài Tây Ninh thì Ninh Bình cũng có một bài thi trắc nghiệm tăng từ 0 lên 2,2 điểm sau khi mà chấm phúc khảo. Ở Thừa Thiên Huế thì có một trường hợp tăng từ 0 lên 7,6 điểm và ở Lâm Đồng có một trường hợp tăng từ 0 lên 5,25 điểm. Theo đại diện của Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, lý do là do tô sai số báo danh.